Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DKR Beauty. Và ngày hôm nay thì ngồi cạnh Cún đây, mọi người sẽ không xa lạ gì nữa đúng không ạ? Bởi vì là chị Kim Anh là một diễn viên rất là nổi tiếng. Chị tham gia rất là nhiều những bộ phim và có lẽ kinh nghiệm diễn lên hình của chị là mấy chục năm rồi, cho nên là ai cũng sẽ biết chị Kim Anh rồi. Và những khách hàng nào mà theo dõi DK lâu năm thì cũng sẽ biết là chị Kim Anh cũng là một khách hàng rất là thân thiết với Cún và DK. Và em xin chào chị Kim Anh và chị có thể gửi lời chào mọi người không ạ? Chào tất cả mọi người, những ai yêu thích làm đẹp, những người quan tâm đến sắc đẹp. Anh cũng là một người phụ nữ, anh rất mê mẩn những cô gái đẹp và anh luôn luôn hy vọng là mình là một trong những cô gái đẹp của một vườn hoa tươi sắc. Và chị Oanh thì chắc chắn là một người phụ nữ đẹp rồi, bởi vì em theo dõi và cũng rất hay để ý đến chị Kim Anh. Tại vì có Facebook của chị Kim Anh rất lâu rồi. Ngoài ra là theo dõi chị từ hồi chị đóng phim. Em rất là nhớ phim cái gì nhỉ? Sống ở đáy sông À, hả? Sóng Đây Sông, đúng rồi, đúng rồi. Em cực kỳ ấn tượng với phim đấy của chị Kim Anh. Em chỉ nhớ là chị Mây. Và lúc đấy thì là em cảm giác như là em xem phim đấy, em thấy bất kỳ một cái diễn viên nào trong phim đấy, mà đặc biệt chị Oanh, cảm thấy ấn tượng rất là sâu sắc bởi vì diễn quá là đạt. Mặc dù hồi đấy em rất là nhỏ nhưng mà em đừng vẫn đừng rất đừng 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 nói chuyện là nhỏ, em đã từng xem thích. thôi, mình không nên khoe là cái để em nhỏ làm gì, bởi vì em càng nhỏ thì chị lại càng bị lớn. Không ạ, nhưng mà em chia sẻ chị Oanh là mặc dù là lúc đấy là em xem chị, và vì sao em gặp chị ở DK thì ấn tượng của em là wow, sao chị Kim Anh ở ngoài thì lại khác, trẻ hẳn hơn so với cả em hình dung. Tức là em đã nhìn cái bộ phim đó và sau đó thì em thấy khác hẳn, trẻ hẳn, và ở ngoài chị Kim Anh rất là gầy, rất là trắng, và cảm giác như là nó khác hẳn luôn. Và nếu mà trong phim ấy thì ấn tượng mà chị thì là phim đấy chị diễn là hơi đanh đá một tí, em cũng thấy là Không phải diễn một tí đâu mà rất đanh vâng, đá. thì ở ngoài nó là ngược hẳn 360 độ chứ không phải 180 nữa. Tức là hòa đồng này, vui vẻ này, rất là dịu dàng, lúc nào đến với các em là cũng kiểu nhiệt tình kinh khủng luôn. Thế là năng lượng rất là kinh, rất là đáng yêu. Thế cho nên là em cảm thấy là giữa phim và ngoài đời khác hẳn nhau, thì đấy là chứng tỏ là cái nghiệp vụ diễn của chị quá tuyệt vời. Và ở ngoài thì đây mới là chị Kim Anh thật sự, rất xinh đẹp, rất trẻ trung. Và có bí quyết gì mà khiến chị từ cách đây bao nhiêu năm thì chị như vậy mà đến bây giờ chị còn trẻ lão hóa ngược như thế, là chị yêu đời đúng không thực ra là chị? đúng rồi, bí quyết lớn nhất đấy là mình luôn luôn cười, mình hóa giải mọi chuyện nó đơn giản thôi. Ví dụ như là chuyện to thì biến thành chuyện nhỏ thì biến thành chuyện không có gì. Tức là tất cả những cái bực bội, bức bối trong con người mình thì ở xã hội này thì nó rất là nhiều thôi. Nhưng nếu như mà mình đón nhận nó với một cái tinh thần lạc quan thì chắc chắn là nó sẽ rất là trẻ. Đấy là theo Kim Anh nghĩ như vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn vẫn phải làm đẹp đấy các bạn ạ. Bởi vì là nếu như mà không làm đẹp thì không được. Bởi vì theo độ tuổi thì đến khoảng độ 20 tuổi thì chúng ta đã bắt đầu lão hóa rồi. Nếu như mà chúng ta không chăm sóc ngay từ những lúc đấy mà đợi đến khi mà mình sập xuống rồi mình mới bắt đầu đi cứu vãn tình hình thì như thế thì nó sẽ rất là vất vả và nó sẽ bị nó không được tự nhiên. Nên là chúng mình sẽ hãy chăm sóc sắc đẹp từ những năm hơn 20 tuổi một chút xíu thôi là chúng ta đã phải chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Và bây giờ thì có rất nhiều cái dịch vụ làm đẹp mà ngày xưa Kim Oanh, cái thời mà Kim Oanh còn trẻ thì Kim Oanh, à không, bây giờ Kim Oanh vẫn trẻ. Cái hồi xưa ấy, lúc mà mới làm phim, bắt đầu mới tham gia làm phim thì cũng không có nhiều mỹ phẩm đẹp này, không có nhiều những cái dịch vụ để làm đẹp. Nhưng mà sau đấy thì đến bây giờ thì càng ngày xã hội càng phát triển, những cái ngành công nghiệp làm đẹp rồi là những cái bí quyết làm đẹp đã được mở rộng ra thế giới phẳng trong trên mạng, rồi mọi người đã hướng dẫn nhau những cách làm đẹp. Thế thế và chúng ta cũng được quảng bá những cái nơi mà có thể khiến cho chúng ta đẹp hơn, và DK cũng là một nơi mà anh tự tìm đến. Các bạn ấy làm việc rất là tốt, và anh phải nói thật sự là các bạn ấy làm PR cũng rất là tốt, nên là qua Facebook từ những năm bao nhiêu ấy nhỏ Cún nhỏ lâu lắm rồi đúng Vâng, không? cách đây phải gần chục năm đấy chị ạ. Ừ, Vâng, thì sau là Kim Oanh có xem Facebook và nhìn thấy các bạn ấy trẻ quá, tuyệt vời quá, làm hay quá, thì Kim Oanh có đến và nói chuyện thì Cún rất là đáng yêu. Cún vì là cũng cũng biết Kim Oanh từ trước nên là Cún đã chăm sóc Kim Anh rất là kỹ, và đến bây giờ thì anh nghĩ rằng là trên một gương mặt, nếu như bây giờ anh cứ tạm thời nói làm đẹp về mặt đã trước đã nhá, trên một gương mặt mà nếu như nó được hài hòa tự nhiên nhất thì là nó đẹp nhất. Và Cún luôn luôn trao đổi với anh để mà làm thế nào để cho Kim Anh
đẹp mà không bị sắc sảo như trên phim. À, cái yếu tố là làm đẹp thì chắc chắn là phải phù hợp rồi. Ngoài ra thì em cũng rất là lắng nghe xem là yêu cầu của chị Oanh như nào, rồi công việc của chị Oanh là làm diễn viên, cho nên là đòi hỏi là phải rất là nhẹ nhàng tự nhiên để có thể thay đổi theo từng cái nhân vật về hóa trang nữa. Hóa trang. Và ngoài ra thì ngoài lúc hóa trang thì chị Oanh chỉ muốn là nhìn cho nó thật là tự nhiên và yêu cầu chị Oanh là phải trẻ. Và không phải mỗi chị Oanh mà tất cả các chị em thì đều thích mình trẻ cả, cho nên là chắc chắn đấy là yêu cầu chung rồi. Và chị Oanh thì sẽ một cái điều là nhẹ nhàng này. Ngoài ra thì rất sợ đau. Rất sợ đau, lúc nào cũng bảo là có đau không để chị còn chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà chắc chắn là luôn luôn là phải dịu dàng nhất. Bởi vì em cũng luôn đảm bảo chị Oanh là công nghệ đi cây luôn luôn nhẹ nhàng hơn cho phát rất nhiều. Cho nên là chị yên tâm. Thực ra với việc làm đẹp mà nếu như mà đau ấy thì Oanh nghĩ rằng là không chỉ riêng một mình Oanh đâu, mà sẽ tất cả mọi người đều sẽ rất là sợ đau. Thế đến khi mỗi một lần mình làm đẹp về xong, mọi người hỏi có đau không thì Oanh bảo là không đau. Mọi người bảo, thật không đau thật không, và thật mà không đau. Thế nhưng mà thật sự là Oanh không đau thật, bởi vì có thể là cái mong ước làm đẹp nó khát khao quá nên là có thể là mình sẽ không bị cái cảm giác đau. Thế nên là luôn luôn nói với tất cả các chị em, những người học, những người hỏi thăm Oanh, những người mà yêu thích những cái vẻ đẹp tự nhiên xíu xíu ở trên gương mặt của Oanh, thì mọi người luôn luôn hỏi và Oanh đều giới thiệu đến đây, và mọi người cũng đều rất là hài lòng khi mà đi về, nên là Oanh cũng không bị mất uy tín vì đã giới thiệu đến đây. Là Oanh cảm thấy rằng là thực sự là nếu như mình cảm thấy tự tin thì mình mới có thể đưa được, truyền được cái thông tin đẹp hay đến với mọi người. Và Oanh nghĩ rằng là ngày hôm nay Oanh ngồi ở đây thì thực sự là bởi vì Oanh đã rất 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 thích những cái nét mà Cún đã tạo cho Oanh ở trên cái sự tự nhiên của Oanh. Làm thế nào đấy để vừa giữ được tự nhiên của mình, vừa vẫn là mình mà không bị khác đi mà lại đẹp lên. Nói về tiêu chí về làm đẹp thì chắc mọi người cũng đã biết quá nhiều. DK là một đơn vị là làm về mày, về môi, về mí, về chăm sóc da vân vân, rất là nhiều dịch vụ. Cho nên là sẽ không cần phải quảng cáo hay là khen nhau quá nhiều, mà chỉ đơn giản là nhìn thấy hình ảnh chị Kim Anh ngồi đây thì mọi người biết là phải như thế nào, thì chị Oanh mới để cho cô làm lên mặt này. Và ngoài ra thì lại còn giới thiệu bạn bè đến đây nữa, thì chắc chắn là cũng phải có một cái gì đấy rất là kỹ lưỡng. Và thật ra phương châm của DK thì bất kỳ một khách hàng nào, không chỉ riêng chị Kim Anh, bạn chị Kim Anh, mà tất cả những khách hàng đến đây thì đều chăm sóc họ bằng tất cả những cái gì tốt nhất của DK. Thì mong rằng là không chỉ mọi người đẹp mà mọi người còn giới thiệu bạn bè qua DK nữa, thì như thế thì mới bền được, đúng không chị? Đúng rồi. Vâng ạ. Và cũng phải giới thiệu với mọi người rằng là mặt Oanh hiện tại là mặt mộc nhá, không có một chút gì hết ạ. Nếu như mà có một chút mày, một chút môi, đấy là chẳng qua là do Cún làm. Ngày mai đúng thực sự là chị Oanh là mặt mộc. Và có môi thì chị Kim Anh đã phun tại DK rồi, phun được mấy năm rồi đấy. Và màu vẫn rất là tự nhiên, rất là trong. Thêm điều nữa, hôm nay là vừa cải tạo lại cho chị Kim Anh bộ lông mày mới, bởi vì làm cũng lâu lắm rồi, gần chục năm. Và sau đó thì chị Kim Anh là muốn đổi mới, muốn màu mới, muốn sợi mới, và công nghệ nó cũng mới hơn, cho nên là mình đã hút mực cũ đi cho chị Kim Anh và làm một cái cặp lông mày mới. Và ngày hôm nay thì mọi người thấy là sau khi vừa làm xong nhưng mà như bình thường, không có một cái gì khác biệt cả, chỉ đơn giản là cảm thấy khuôn mặt nó nét hơn thôi, đúng không chị? Nó đang hơi nét hơn một chút, nhưng mà khi mà nó bong ra thì chắc chắn là sẽ hài hòa và đáng yêu cực không kỳ biết. Luôn có thể là hóa thân thành mọi nhân vật mà mọi người không biết. Thì em cũng xin cảm ơn chị Quang rất là nhiều, bởi vì hôm nay đã ngồi đây mà trò chuyện với em, bởi vì lâu lắm thì chị em mình tâm sự với nhau. Lâu lắm rồi đấy. Không biết là sắp tới chị Quang Anh có những cái dự án gì mới không để có thể chia sẻ với mọi người không ạ? Dự án Kim Oanh thì thực ra đến bây giờ Kim Oanh mới phát hiện ra niềm đam mê đích thực của Kim Oanh, đấy chính là sân khấu. Kim Oanh đang luyện tập một cái vai là vai Antigone của một tác giả nổi tiếng thế giới, và cái vai diễn đấy là cái vai diễn từ thời của Đại Hy Lạp. Sẽ được diễn vào giữa trung tuần tháng 11 để đi dự liên hoan sân khấu quốc tế, liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Việt Nam. Và Oanh hy vọng rằng là mình sẽ lại một lần nữa đem được đến cho khán giả những cái cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố dành cho nhân vật của mình. Và cũng mong rằng Kim Oanh sẽ ngày được khán giả yêu mến hơn. Dạ vâng. Đến cái level cao như chị Kim Anh, tức là một cái trình rất là lâu năm rồi, thì rõ ràng là chị sẽ được vươn đến những cái đỉnh cao mới bằng những cái nhân vật thực sự là sẽ rất là nhiều cảm xúc cho khán giả. Và em cũng xin chúc cho chị Kim Anh sẽ thành công với vai diễn rất là khó này, kinh điển này, đúng không? Và cảm ơn chị Kim Anh rất nhiều. Em cũng xin hẹn tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những live stream tiếp theo. Xin chào, cảm ơn. Chào khán giả, và hy vọng rằng là khán giả sẽ yêu mến địa chỉ này và thỉnh thoảng có thể là đến gặp.
rất dễ là gặp Oanh ở đây. Cảm ơn, cảm ơn tạm biệt mọi người.